Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò mình gặp nhau trong một cái video clip nói về một cái thì thứ ba, đó là thì hiện tại hoàn thành, the present perfect tense. Hai cái clip trước thầy đã dạy thì hiện tại đơn nè, đúng không? Hiện tại tiếp diễn, và hôm nay thầy dạy thêm một cái thì, đó là thì hiện tại hoàn thành. Các em thân mến, trước khi mình nắm được cái thì này đó, thì thầy có hai cái lưu ý dành cho các em. Cái thứ nhất là các em phải học thuộc, đúng không? Ít nhất là cũng 2/3 cái bảng động từ bất quy tắc. Tiếng Anh mình gọi là irregular verbs, đúng không? Thì động từ bất quy tắc thì nó gồm có 3 cột, phải không em? Cột 1, cột 2, cột 3. Thầy lấy ví dụ như động từ go. Go, cột 2 nó là, cột 1 nó là go, cột 2 là went, và cột 3 đó là gone. Ví dụ vậy ha. Rồi, động từ có quy tắc, regular verbs, là những cái động từ thường nhưng mà nó có quy tắc, nghĩa là chúng ta sẽ thêm ed vào đối với cái thì quá khứ đơn nè, đối với thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành, thì chúng ta sẽ dùng cái trường hợp là động từ thêm ed này nếu như nó là động từ có quy tắc. Rồi bây giờ nói gần nói xa, không qua nói vào cái chủ đề của thầy trò mình nha. Đối với thì hiện tại hoàn thành nó cũng gồm 3 thể nha, đó là thể khẳng định nè, công thức là chủ từ, em cộng cho thầy cái chữ have hoặc là cái chữ has, cộng một trong hai nha, cộng với cho thầy động từ, thêm động từ lấy cột 3 nếu là bất quy tắc, còn động từ có quy tắc thì em thêm cái đôi ý ed, và chúng ta gọi là past participle, quá khứ phân từ. Câu hỏi đặt ra là sao, là chủ từ nào sẽ đi với have và chủ từ nào sẽ đi với has. Các em lưu ý cho thầy những chủ từ sau đây sẽ đi với have, ví dụ như là I, you, we, they, danh từ số, số nhiều sẽ đi với have. Rồi những cái chủ từ còn lại, ví dụ như là she, he, it và danh từ số ít sẽ đi với has. Được chưa? Rồi bây giờ thầy có 3 cái ví dụ để chúng ta tham khảo nha. Example number 1. I have just finished my homework. Tôi mới vừa làm xong cái bài tập về nhà của mình, đúng không? I thì mình đi với have, đúng không? Rồi, finish là động từ có quy tắc cho nên mới thêm ed vào. Rồi chữ just này nó nằm ở giữa nha. Chúng ta không được quyền đổi chữ just nha, mình không nói là I just have finished mà mình nói là I have just finished. Rồi. Cùng với just thì mình có các chữ ví dụ như là ever, never, already ha, vân vân. Rồi. Example number 2. He has learned English for 10 years. Cậu ấy đã học tiếng Anh khoảng 10 năm. He thì mình đi với has và động từ learn. Learn là động từ bất quy tắc ha. Chúng ta lấy cột. Cột thứ ba nó thêm chữ tờ cho thầy. Được chưa? Example number 3. We have met him since we graduated from the university. Chúng tôi sau đây đã gặp cậu ấy kể từ khi mà chúng tôi tốt nghiệp trường đại học. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ lúc tốt nghiệp từ trường đại học tới giờ thì chúng tôi mới 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 vừa gặp cậu ấy. Được chưa? We thì phải đi với have và cột 3 của động từ, meet nè, này là cột 1 nè. Đó là met, meet, met ha, met. Rồi chưa? Ba cái. Rồi, bây giờ thầy cho mình cùng qua cái thể thứ ba, đó là thể phủ định. Rồi, chủ từ mem cộng cho thầy have, phủ là phải có not cho thầy nha. Have mà thêm not thì tạo thành heaven, còn has mà thêm not nó tạo thành hasn. Rồi tương tự phía sau giống nhau. Cột 3 ED. Rồi, ví dụ 1. They haven't seen her for 20 years. Thấy chưa? Mình có động từ seen là động từ cột 3 của động từ see nè, see ha, see nè, rồi là saw nè, rồi là seen nè, đúng không? Đó, mấy em không thuộc là mấy em không thể nào làm được. Cái bảng động từ bất quy tắc phải thuộc nha. Example number 2. So far, cho đến bây giờ. I haven't come back home. Được không? Cho đến bây giờ tôi chưa chưa từng về nhà luôn, đúng không? Vì lý do gì đó, đúng không? Vân vân. Ở đây mình có là chủ từ I phủ định cho have thành haven. Come là cột 3 của động từ come nè. Cột 1 với cột 3 giống nhau. Come, came, come. Được chưa? Nhưng về chức năng thì hai thằng này nó khác nhau nha các em. Được chưa? Example number 3. Miss Nga hasn't told me that she used to be an English teacher.
cô Nga chưa từng bảo với tôi một sự thật là cô ấy đã từng là một giáo viên dạy tiếng tiếng Anh ở đây. Miss Nga một người, rồi số ít ha, dùng hasn't phủ định. Told là động từ cột ba của động từ tell, tell, told, told, rồi chưa? Rất dễ. Giáo viên tiếng Anh là English teacher, rồi. Rồi ở cái thể thứ ba đó là thể nghi vấn, hay còn gọi là câu hỏi ha. Tùy theo chủ từ mà em đem have hoặc là has ra trước, cộng với cột ba đi. Ví dụ 1, have you been to the USA so far? Have you been to the USA so far? Bạn nè, anh chị nè, có từng đến nước Mỹ chưa? Có từng ở nước Mỹ chưa? Có từng đến nước Mỹ chưa? Đúng không? You thì mình dùng have. Nhớ cái capital, cái letter H cho thầy. Rồi, rất là dễ. Been là cột ba động từ be. Be, was, were và been. Rồi chưa? Have you been to the USA so far? Rồi, ví dụ thứ hai. Has she seen her family until now? Cho đến thời điểm hiện tại nè, cô ấy có gặp lại gia đình mình chưa? Đúng không? Tương tự ha. Has, chủ từ là she, là số ít, cho đó mình dùng has đằng trước. Seen là cột ba của see. See, saw, seen. Number 3. Have they read that book? Have they read that book? Đúng không? Rồi, đây là chủ từ. Chủ từ đây thì nó phải đi với have. Rồi, ở đây chúng ta không đọc là read. Lý do đó là cột 3. Cột 3. Nó là past participle, quá khứ phân từ. Nhưng thực tế thì ba cái cột này, cách viết thì nó giống nhau, nhưng cách đọc thì nó khác nhau. Read, read, read chứ, đúng không? Have they read that book? Không đọc là have they read that book nha. Rồi, họ có từng đọc quyển sách đó chưa? Rồi, đó là cái ý nghĩa nha, của cái phần này. Rồi, bây giờ qua cái phần sử dụng usage, thì các em lưu ý, mỗi thì nó có một cái công dụng riêng của nó. Nếu như thì nào cũng giống nhau thì mình dùng một thì rồi, đúng không? Tùy theo cái thời gian, đúng không? Tùy theo cái công dụng, tùy theo cái cách mình nói, cái ý nghĩa của cái sự việc, của cái hành động mà chúng ta sẽ dùng một cái thì cho nó phù hợp. Đối với thì hiện tại hoàn thành, nó được dùng để diễn tả một sự việc, một hành động, đúng không? Xảy ra trong quá khứ, nhưng mà nó không có kết thúc trong quá khứ nghe em. Nếu mà kết thúc trong quá khứ thì mình phải dùng thì quá khứ đơn, rồi chưa? Xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Nhớ nè, xảy ra trong quá khứ, không kết thúc ở quá khứ nhưng mà nó kéo dài đến hiện tại. Rồi, đến đây nó có hai trường hợp xảy ra. Có thể cái hoạt động, cái sự việc đó là nó chưa kết thúc, đúng không? Hoặc là cái hành động này khi nó đến cái thời điểm hiện tại, cái lúc mình nói là nó đã kết thúc. Nó có hai cái trường phái như vậy. Thầy lấy ví dụ như tình huống này. I have just read this book. It's a good book, đúng không? I have just read this book. It's a good book. Tôi mới vừa đọc xong quyển sách này. Nó là một quyển sách hay. Tôi mới vừa đọc xong, nghĩa là trước cái thời điểm mình nói là mình đã đọc rồi, nghĩa là nó trong quá khứ, nó không kết thúc quá khứ, đúng không? Và bây giờ mình mới vừa đọc xong, ngay thời điểm mình nói câu là này, câu này là I have just read this book, là mình mới vừa kết thúc, mới vừa đọc xong. Vậy thì cái hành động này đó, nó chưa kết thúc nha. Có những hành động mà dùng thì hiện tại hoàn thành nhưng mà nó kết thúc nha. Khoan, thầy xin lỗi, hành động này là hành động đã kết thúc rồi nha. I have just read this book là đã kết thúc rồi, đã khi mình nói câu này là cái việc mà mình đọc xong quyển sách này là đã kết thúc nha. Rồi, trường hợp thứ hai. Rồi, I have studied English for 3 years. Tôi học tiếng Anh khoảng 3 năm, đúng không? Và đến tôi học từ ngày xưa, đúng không? Cách đây 3 năm tôi học và bây giờ đến thời điểm này vẫn học ha. Và tôi có ý định là học nữa, cho nên là cái hành động này là hành động chưa kết thúc ha, chưa kết thúc ở đây. Ở trên đây là đã kết thúc ha. Rồi, ok, mấy em lưu ý cho thầy. Về cái signals là cái dấu hiệu, mình có một số dấu hiệu cho các em nắm để các em có thể biết, để mà mình nhận ra dấu hiệu để mình chia thì này. Ví dụ như mình có chữ là already, since, đúng không? Just ha, so far, phải chưa? Until now, recently, mới đây, gần đây ha. Ever, đúng không? Never, for a long time. Đó, đây là những cái chữ cơ bản khi mà chúng